Hello, xin chào mọi người. Thì hiện tại mình đang ở Mission Peak. Đây là một cái chỗ phạt để mình đi hiking ha, để đi leo núi á, rất là cao. Để cho mấy bạn nhìn ở phía sau. Cái chiều dài mình đi từ đây đi đến đỉnh núi là khoảng 4 mai, tức là khoảng 6,5 km nha. Đó, cái đường đi núi rất là dài. Mà dù núi này nó không có cao nhưng mà đi rất là dài mới đi lên được tới đỉnh nha. Có đi chung với một số người bạn ha. Đó. Say hello. Thở quá. Quá rồi, quá trời đông. Bạn gì? Đi săn hả? Đi bắt cọp. Đi bắt kim là đi bắt cọp. Thỏ có. Đi nãy giờ khoảng 20 phút, chắc cỡ được 10% rồi đó. Quá là dài luôn, xa quá. Đây là trạm dừng chân. Bà con thấm mệt rồi à. Đứng này nghỉ mệt xíu. View đẹp quá. Càng đi lên thì càng đẹp nha. Thấy không? Sẽ có cái view rộng hơn. Mấy bạn này đi leo núi rất là cừ ha. Không có mệt, chỉ thở thôi chứ không có mệt gì hết. Thở như con nghèo vậy. Chứ không có mệt gì hết. Không có mệt gì hết nha, mình cũng vậy nữa, mình khỏe lắm. Mình thở thôi chứ mình có mệt nha. Mình giả bộ á. Lúc không có mệt nha, giả bộ thôi. Bình thường hết à. Thở bậy bại. Không có mệt. Khi đó là nước. Có ếch á, đi dưới bắt đi. Bây giờ đi khám phá cái hồ nước này coi có cá không nha. Mình nghĩ chắc không á, trên núi vậy sao có cá. Có không? Cá, đi bắt cá. Lên núi đi bắt cá. bò thôi chứ không có cá. Có khỉ á, cá đâu có. Tự nhiên vơi nguyên cái núi gì, tự nhiên có cái dũng. Thấy có phân bò không à, chứ cá khỉ gì nữa. Đây có mấy con cốc còn ếch nhái gì nè. Quá trời luôn. Vâng. Ừ. Này là hang chụp. Này hang thỏ quá. Quá trời lỗ. Kế hoạch đi đường tắt thất bại. Mệt quá mấy men. Đi đường tắt. Nhưng chơi đi đường tắt. Phải sắp mặt. Này view trên cao đẹp quá. Ở New York đi bộ dữ lắm mà. Được 50% rồi nha. Được 50% đoạn đường các bạn ơi. Cũng hơi đuối nha. Hơi đuối nhẹ. Lại bắt bò nè. Đi không? Ba con bò đem về. Ê không, lại chôm bò. Nãy mình đi đường tắt mà giờ người ta đi tới đỉnh trước rồi nè, thấy không? Hay lắm. Cái chuyện vừa đó. Nhờ đi đường tắt. Này muốn đi Bắc Nai. Lên núi Bắc Nai. Được 60% chặng đường. Đẩy lên đẹp quá. Không ai mệt á. Ý là mình mang túi mình làm nuôi không? Đi về không ai mệt á. Thở bề bại gì chứ không có mệt. Hai con bò con. Ủa sao con bò mẹ bò đen mà vẽ ra hai con bò vàng ta? Nghĩa là nó còn nhỏ thì nó màu đó hả? Mốt lớn lên thì nó đậm hơn, đậm cái màu chứ không phải là con mà nó màu vàng nha. 80% rồi. 80% rồi. chuẩn bị lên tới núi đỉnh rồi. Cái này dốc quá. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì tụi mình đã đến đỉnh núi. Đi lên tới nơi rồi phải get like để chụp hình với cây cột. Rồi cái like dài. Cũng được lên tới đỉnh rồi. Ui. Phải get like mới được chụp hình nha. Cuối cùng rồi cũng được chụp hình, phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới được lại chụp với cây cột. Thấy leo lên vậy nhưng mà nó rất là trơn nha mấy bạn. Rất là trơn, nó sợ té ghê luôn. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.